Ok, xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của em nha. Và hôm nay thì mình sẽ đi nướng cá rô nha mọi người. Và nãy giờ thì mình đã nướng sẵn ở đây rồi nè mọi người. Đó, nướng sẵn nhanh nhanh nè mọi người. Đó, thấy không? Nãy giờ thì mình đã nướng nè. Đó, cá rô nha. Ok chưa? Đó. Thì chiều giờ mình sẽ ráng đợi tới chiều để mình quay cảnh ngoài này cho mọi người, ngồi xong cho mọi người xem nè. Đó, ở đây là sông mình nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đó. Thì mình ra đây mình quay cho cảnh cho nó đẹp nha mọi người. Ok. Thì hôm nay giờ thì mình sẽ nướng cá nha mọi người. Đó. Cá rô đây là mình mua trên chợ nha mọi người. Thì mình chợ xong mình ướp hết gia vị vào đây rồi. Nên mình nướng cho nó nhanh nha mọi người. Ok. Đó. Đó. Thì mình lấy đường mình rớt nó lên. Thì nó cũng gần chín này nha mọi người. Thì mình mời mọi người cái xoài nha. Thì cái xoài này là xoài nhà mình nha mọi người. Đó, mời mọi người nha. Trong thời gian chờ đợi cá chín thì mình ăn cái xoài cho tươi vui. Thôi mình có loại cá này mọi người, mình tròn nha mọi người. Đó, còn sống rồi. Hôm nay mình đi nướng là mình đi với thằng bạn nha mọi người, thằng bạn mình á. Cũng gần chín nè mọi người, nhìn cũng gần chín rồi mọi người. Gần chín rồi ăn đi. Nè. Không mời thang. Thế đã cho mọi người. Đã chưa? Hai con này mình mua trên chợ được. Thì chợ mình nó buổi sáng nó bán cá tươi đó mọi người. Nay cá đò như cá đồng đó mọi người. Cá đồng đó nha. Ok. Thì nhìn nó cũng là chín. Đây là đũa đó mọi người. Thì nãy mình đi ra đây thì mình quên em đũa nha. Nên mình phải lấy hai cây tre mình làm đôi đũa này, giống như dân tộc đó mọi người. Mình coi thử trong nó chín chưa mọi người. Nó mà trong thịt nó mọi người này. Đó. Đó, mọi người thấy không? Nó chín rồi nè. Nó chín rồi đó mọi người. Mọi người thấy nó cắn rồi. Đó. Nó chín rồi nè. Đó. Đó, mọi người thấy không? Nên để chờ xíu nữa nha mọi người. Để xíu nữa cho nó cứng cứng mà ăn được luôn. Khô cái lớp ngoài đâu ăn được đâu mọi người. Đó. Để em bận nó quýt thêm đồ nha. Chở hai ba lần cho nó đều nha. Do mình định làm ở nhà rồi. Mà thôi ở nhà nó nóng lắm mọi người ạ. Cơm xong nên nó mát nha mọi người. Với lại cảnh đẹp nữa. Đúng mọi người. Nó xong đi, nó đẹp lắm mọi người. Còn hôm đó mà kể nó xuống á. Với lại nó mát nữa, chứ nhà nó nóng quá đi. Thời tiết này nó sao nó nóng đi luôn á mọi người. Nhà nó chịu không nổi luôn á. Đi học thì lên gặp cái quạt yếu sinh lý nữa thôi chịu luôn á. Quạt nó yếu xìu luôn. Không mát luôn nè, ngồi sát bờ tường nữa chứ. Phải đuối thiệt á.
Nhà ở nhà thì cũng mát mà tối trưa trưa thì ngủ như cái hầm ở nhà mọi người, hầm đồ đạn đấy. Nhà nóng quá. Phải ra vườn ngủ mọi người. Ra vườn bên giỏng ngủ. Chứ ngủ nhà nóng quá. Đó. Người ta thấy chưa? Thì nhìn chính không? Chính là không? Rồi ok. Thì nãy giờ thì mình cùng mọi người đã nói chính rồi đó mọi người. Cá chính rồi đó. Đó. À. Đó. Thấy chưa? Đó, không dễ không? Đó. Thì giờ mình cùng mọi người sẽ thằng bạn nó sẽ thưởng thức cái món cá nướng nha mọi người. Ok. Tiến vô. Bút cho rồi. Chiều nay làm gì chiều giờ nữa mọi người. Đấy, chuẩn bị chiều giờ luôn á. Tiến. Hello chào mọi người. Đó là thằng bạn đồng hành của mình đó mọi người. Thằng bạn NTT của mình đó mọi người. Ok. Thì giờ mình cùng nó sẽ thưởng thức món cá mọi người. Cá tại này mới nóng ăn mới ngon mọi người đó. Đó. Xin mời mọi người một miếng cá nha. Đó. Đó. À, mời tính luôn em. Mời mọi người nha. Đó. Cay. Ngon được. Ăn được. Béo. Cá béo. Gấp đi. Gấp đi ăn đại đi. Ngon lắm mọi người ơi. Ui trời ơi, đã cực kỳ luôn mọi người. Ngon cá nóng nè. Ăn gió mát nữa mọi người. Ui trời ơi, nghe nhạc remix của bằng bạn nó mở nè mọi người. Vị hết sảy luôn. Nè. Cơ luôn, hết sảy không một bể đâu mọi người. Cá nó vừa ăn lắm mọi người. Ngon. Cay không ớt nha, cay. Có ớt nha, nó làm giảm mùi tanh của nó đi rồi mọi người. Nên ăn đã lắm. Ok. Ui. Đã quá. Cá bé tí này. Ui. Trời ơi. Cay, béo. Đúng là mùi của chiều lên xong mọi người. Đã vô cùng luôn. Ngồi đó cá nướng ăn là mọi người có cái nướng ăn. Ngồi ngắm xong nữa. Đã. Ui. Thôi mọi người. Đã lắm mọi người. Cái quá. Ui mời mọi người lắc nữa nè. Ăn xoài cho nó bớt cay nha mọi người. Bạn nó cay á. Đúng bài luôn. Đúng rồi. Không có gì tuyệt vời hơn cảnh như thế này mọi người. Ăn cá đồng nè mọi người. Vừa ăn cá đồng vừa nghe nhạc mà vừa ngắm cảnh đẹp nữa chứ. Đúng là hết sảy mọi người. Mình cũng cảm thấy cay lắm mọi người. Đó. Mời mọi người nha. Đó. Thì thôi em. Nãy giờ mọi người đã bỏ những phút giây quý báu của mọi người ra xem video của mình. Thì xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra xem video của mình nha. Và thôi video mình cũng đã dài rồi. Mình xin tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào video lần tới nha. Nếu mọi người thấy video mình hay thì cho mình xin một like đăng ký nha mọi người. Ok và cảm ơn mọi người. Bye bye.